Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em toán lớp 6, bài số 2 sách chương trình sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm liên kết với quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình xem bài số 2, 3 điểm hẳn hẹn và 3 điểm không hẳn hẹn nha. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát cái hình dưới đây và cho thấy vị trí của mặt trăng, mặt trời, mặt trăng và trái đất cũng như vị trí của các khúc lúa. Như vậy là trường hợp hiện tượng nhiệt cực xảy ra khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng. Như mình thấy đây là mặt trời, đây là trái đất, thì mặt trăng sẽ nằm giữa. Hiện tượng nhiệt cực xảy ra có nghĩa là mặt trăng sẽ che bóng của mặt trời, đúng không? Thì mình thấy là cái vị trí bóng của mặt trăng sẽ nằm ở đây, và những người ở đây sẽ thấy là mặt trăng che mặt trời, nên gọi là hiện tượng nhiệt cực. Hiện tượng nhiệt cực có nghĩa là hiện tượng mà mặt trăng, trái đất và mặt trời nằm chung cùng trên một đường thẳng, và mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và trái đất nhé, thì gọi là hiện tượng nhiệt cực. Tiếp theo mình sẽ thấy là các cây mạ được cấy hẳn hẹn. Đây, khi người ta cấy mạ, người ta sẽ cấy một cách hẳn hẹn như vậy, và các khóm lúa cho ta hình ảnh của các điểm hẳn hẹn. Như vậy mỗi các khóm lúa này chính là các điểm hẳn hẹn nhé. Giờ số 1, mình sẽ về 3 điểm hẳn hẹn. Và động 1, hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hẹn. Mỗi hẹn sẽ có 3 cây. Nếu mỗi cây được xem là một điểm, mình sẽ vẽ hình thể hiện cách trồng các cây đó. Giờ hãy trả lời câu hỏi này nha. Như vậy là mình sẽ có thể trồng bằng cách là xếp cây thành 2 đường chéo là được, đúng không? Có thể trồng bằng cách xếp cây thành 2 đường chéo. Hai đường chéo nha. Đúng rồi. Giờ sau đó mình sẽ quay hình. Giờ vẽ hình thì các em sẽ vẽ giống cái hình này nha. Mình sẽ vẽ hai đường chéo, đúng rồi. Và hai đường chéo và mỗi điểm này là mình đặt tên là A, B, C, D, E, giống vậy nè. Như vậy phần dưới hình các em sẽ vẽ giống cái hình này, mình sẽ vẽ dưới đây nha. Như vậy là các bộ 3 điểm, mình sẽ có 3 điểm hẳn hẹn chính là điểm A, E, B, và mình sẽ có 3 điểm hẳn hẹn là C, E và D, đúng rồi. Mình sẽ có 2 bộ 3 điểm hẳn hẹn, đúng rồi. Giờ trả lời xem câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo, như vậy là 3 điểm phân biệt ABC cùng khu một đường thẳng thì ta gọi 3 điểm hẳn hẹn. Như vậy là 3 điểm hẳn hẹn có nghĩa là 3 điểm sẽ nằm trên cùng một đường thẳng nhé. Còn 3 điểm DEF không cùng một đường, không cùng khu bất kỳ một đường thẳng nào thì được gọi là 3 điểm không hẳn hẹn. Như vậy hình số 1 A mình thấy 3 điểm này nằm trên một đường thẳng thì mình nói 3 điểm ABC hẳn hẹn. Còn 3 điểm DEF không cùng nằm trên đường thẳng nào hết thì mình gọi là 3 điểm không hẳn hẹn. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu thực hành 1. Trên hình 2 chỉ ra 3 điểm hẳn hẹn và 3 điểm không hẳn hẹn nha. Giờ hãy sẽ trả lời câu hỏi này. Giờ như mình trả lời là trên hình 2 3 điểm hẳn hẹn là điểm M, điểm N và điểm Q. Đúng rồi, mình thấy là M, N và Q cùng nằm trên đường thẳng B, nên mình nói 3 điểm này là 3 điểm hẳn hẹn. Tiếp theo mình sẽ nói về 3 điểm không hẳn hẹn. Như mình thấy là ví dụ như mà M, N và P phở này là 3 điểm không hẳn hẹn, đúng rồi. Giờ 3 điểm không hẳn hẹn là giờ chính là điểm M, N
và bị phạt trong này. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu hỏi tiếp theo. Dùng cước khẳng để kiểm tra xem 3 điểm trên hình 3 là hướng hẹn. 3 điểm nào trên hình 3 là hướng hẹn nha. Như giờ mình sẽ kê cái cước khẳng vô, mình đo. Thì mình thấy là MP và R, thì mình kê cước vô nó sẽ cùng nằm trên cái mép của cây cước, chứng tỏ là 3 điểm này hướng hẹn, đúng không? Rồi, 3 điểm M, P, F, R sẽ hướng hẹn nha. Và P, S và V cũng là hướng hẹn luôn, đúng nè. Giờ mình trả lời câu hỏi này luôn. Trên hình 3, ba điểm hướng hẹn là như vậy chính là M, B phở và R, đúng rồi. Và ở đây mình thấy là có 3 điểm nữa hẳn hẹn, chính là P, S và Q, đúng rồi. Giờ câu hỏi tiếp theo là người ta kêu mình vẽ bầu vỡ hai điểm AB như hình số 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D, sao cho ba điểm ABC hẳn hẹn và ba điểm ABD cũng hẳn hẹn. Và người ta kêu mình vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C. Như vậy là điểm C thì có thể xuất ba vị trí là nằm giữa AB, nằm bên trái hoặc bên phải của AB, đúng không? Giờ như vậy là thầy sẽ vẽ ba cái hình ứng với ba vị trí khác nhau của điểm C nha. Như mình sẽ vẽ là hai điểm AB, đúng không? Giờ sau đó mình vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B nha. Đúng rồi. Giờ mình sẽ vẽ ba hình luôn, ứng với ba vị trí khác nhau của điểm C. Giờ tiếp theo mình sẽ vẽ vị trí của điểm C. Như vậy là vị trí thứ nhất thì mình sẽ cho điểm C sẽ nằm giữa A và B, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ cho điểm C nằm giữa A và B trước. Đúng rồi. Giờ điểm D, người ta nói ABC hẳn hẹn và ABD cũng hẳn hẹn, như là điểm D mình cũng nằm trên đường thẳng này luôn nha. Mình sẽ vẽ thêm một điểm, mình đặt tên là điểm D ở bên đây đi, đúng rồi. Mình đặt đi tên bên đây là D nhé, đúng này. Tương tự mình sẽ có điểm bên đây và điểm bên đây cũng là D, đúng này. Giờ bây giờ điểm C này, ở trường hợp thứ nhất là điểm C nằm giữa, trường hợp thứ hai là điểm C nằm bên đây. Đúng này. Và trường hợp thứ tiếp theo là điểm C sẽ nằm bên đây, đúng này.
Như vậy sẽ có ba trường hợp xảy ra. Như vậy, trong đây. Giờ như vậy mình sẽ đã vẽ xong ba hình. Các em sẽ vẽ hình vô tập. Sau đó mình sẽ tiếp vào bài giảng nha. Giờ tiếp theo là phần số 2 quan hệ giữa ba điểm hẳn hàng. Hoạt động 2 quan sát đèn giao không ở hình bên, đèn màu nào sẽ nằm giữa hai đèn còn lại? Như vậy là trong ba đèn giao không đỏ, vàng, xanh thì đèn màu vàng sẽ nằm giữa. Đúng rồi. Như mình trả lời ở đây sẽ là quan sát đèn giao không ta thấy đèn màu vàng nằm giữa hai đèn còn lại. Đúng nè. Giờ như vậy mình sẽ có nhận xét là trong các bộ ba đèn như trên thì luôn có một đèn nằm giữa hai đèn còn lại. Nếu xem ba đèn đó là hình ảnh của ba điểm hẳn hàng thì luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Với ba điểm ABC hẳn hàng như hình số 5 thì mình thấy là điểm B sẽ nằm giữa hai điểm A và C. Đúng không? Như vậy mình sẽ có phần ghi nhớ là trong ba điểm hẳn hàng sẽ có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu thực hành 2. Câu thực hành 2 người ta kêu mình và em hãy vẽ hai điểm AP trên giấy. Vẽ thêm điểm C sao cho A sẽ nằm giữa hai điểm B và C. Đúng này. Mình sẽ vẽ hai điểm A và B trên giấy. Sau đó vẽ điểm C sao cho A sẽ nằm giữa hai điểm B và C. Đúng này. Giờ mình sẽ vẽ hai điểm trước nha. Mình sẽ vẽ ba điểm này cũng nằm trên đường thẳng nha, nhưng mình sẽ vẽ đường thẳng trước. Giờ sau đó mình sẽ vẽ điểm A của điểm B. Điểm A của điểm B. Mình đặt tên nha. Giờ mình đặt tên đây là P. Đây là A. Giờ mình sẽ vẽ thêm điểm C sao cho A sẽ nằm giữa B và C. Đúng này. Giờ mình sẽ vẽ thêm một điểm ở đây nha. Và mình đặt tên là C. Đúng này. Giờ mình sẽ có điểm A sẽ nằm giữa B và C. Đúng này. Giờ như vậy là các em sẽ vẽ hình này vô tập nha. Giờ mình sẽ tiếp phần bài giảng. Như là chú ý trong hình 5 nói trên thì mình có là các điểm B và C sẽ nằm cùng phía sau với điểm A. Đúng rồi. Và các điểm AC sẽ nằm khác phía sau với điểm B. Đúng rồi. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Còn phần bài tập thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nha. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng sớm như càng nhiều các bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.